Lời đầu tiên, Shop Quyết Chí gửi lời chào đến các bác và toàn thể anh em đam mê về súng ống mọi miền Tổ quốc. Chúc các bác và anh em một ngày mới thật vui vẻ, mạnh khỏe, làm ăn kiếm thật nhiều tiền và luôn luôn theo đuổi niềm đam mê súng ống của mình các bác nhé. Ngày hôm nay Shop dành chút thời gian để quay video giới thiệu cho các bác khẩu Epic Mini. Shop đang bán với giá là 5.900.000 các bác nhé. 5.900.000 là bao gồm phí ship CD cho các bác nhé. Các bác ưa thích cái củ là điện cho Shop 2 số. Số thứ nhất là 0964 404 933, số thứ hai là 0859 151102 các bác nhé, để Shop sẽ tư vấn cho các bác. Các bác ngại gọi điện thoại cho Shop thì kết bạn với Shop Zalo 2 số này các bác nhé. Số chính tên chính chủ, Shop sẽ gửi hình ảnh video cho các bác nhé. Cây củ lề Shop sẽ tặng các bác một hộp đạn có 250 viên đến 300 viên và một vỉ cài đạn 11 viên các bác nhé. Shop có hai phương thức gửi đồ. Ship CD cái củ là sẽ chia làm hai, các bác nhận được đơn nào được kiểm tra hàng và thanh toán tiền đơn đấy các bác nhá. Còn gửi xe để Shop sẽ gửi các bác nguyên cây các bác nhá. Các bác chỉ kiểm tra qua, không được đồng kiểm các bác nhá. Tại vì hàng rất chi tế nhị, gửi trên xe đang đông người, giữ an toàn cho các bác, cho nhà xe và cho Shop các bác nhá. Gửi xe thì các bác phụ thêm phí cho Shop là 200, 300 hay 400 tùy tình hình các bác nhá. Tại vì cước gửi xe dạo chất chi là đắt các bác nhá. Cây củ này bác nào thích điện cho Shop và đặt cọc cho Shop là 200, 300 các bác nhá. Tiền đặt cọc của các bác Shop đã trừ vào tiền đơn hàng các bác nhận được các bác nhá. Sau đây Shop sẽ giới thiệu cho các bác cấu hình của cây Epic Mini các bác nhá. Kính là kính Discovery VTR 3.9-40 các bác nhá. Kính này thì có đèn hồng tâm giúp các bác bắn cả ban đêm các bác nhá. Và có các bác cài được 6 viên đạn trên cái kính này nhá các bác nhá. Bình là bình nhôm, đít bằng sơn phủ lớp trong nước ngoài các bác nhá, 0.35 các bác nhá. Van là van Dream 7075 các bác nhá. Và van này có ốc chỉnh áp bên ngoài, các bác muốn tăng hay giảm được chỉnh ở ốc ấy các bác nhá. Combo quy sói các bác nhá. Báng là báng gấp chút chữ A các bác nhá. Các bác muốn gặp gọn gàng và đi đút ba lô và đút cốt xe các bác gặp vào đây các bác nhá. Và có chốt an toàn các bác nhá. Giảm thanh thì giảm thanh bút leo các bác nhá, giảm thanh bút leo các bác nhá. Khẩu này Shop đảm bảo cho các bác là 50 đến 60 mét nhặt cò các bác nhá. Các bác đang xem video của Shop, yêu quý Shop cho Shop xin một like các bác nhá, để mỗi ngày Shop làm video tốt hơn và được theo dõi. Khi Shop đăng video lên cây củ là hợp với mệnh giá tiền của các bác thì các bác điện cho Shop các bác nhá. Em cảm ơn các bác đã dành chút thời gian để xem video của Shop. Lời đầu em chào các bác thì lời sau em tặng với các bác. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ, mạnh khỏe. Em chào các bác.